Herbal Nature hân hạnh đồng hành cùng chương trình Ở Nhà Vui Mà. They say love is free, but it's more than you can see. It's a song, it's a melody. It's the beat of you and me. It takes more than words to know. It takes more than bills to show. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Ở Nhà Vui Mà. Tôi tên là Bửu Điền và nickname của tôi là Color Man. Và người đàn ông sắc màu, hay có thể nói là ông già màu mè. Tôi là chủ nhà. Dạ, chào quý khán giả. Tôi là Phạm Thùy Vân. Tôi là quản lý của chủ nhà. Quản lý của chủ nhà ha. Ở nhà là tôi kim nấu bếp trong cái mùa này. Rồi. Dạ rồi. Dân Anh giới thiệu trước hay là Thùy Anh giới thiệu? Dân Anh đi. Dân Anh thiệt rồi con. Nghe con. Con tên là Dân Anh. Ừ. Cái của con là Dễ. Con tên là Đỗ Thùy Anh, con học lớp 4A. Sở thích của con là nhảy. Ở nhà, hai vợ chồng thường gọi nhau bằng gì? Ông xã. Một ưu điểm của người còn lại. Siêng năng. Ai là người lãng mạn hơn? Ai là người chăm sóc con giỏi hơn? Món ăn gì mà từ đầu mùa dịch đến giờ cả nhà vẫn chưa được ăn và sẽ ăn liền sau khi hết dịch? Bún đậu mắm tôm. Dạ gà. Dạ rán. Còn quốc mình thì dạ con thích là ăn món kem gà rán. Ba ba burger. Rồi với lại thêm khoai tây nữa. Nơi nào mà gia đình mình sẽ quyết định xách ba lô lên và đi ngay sau khi hết dịch? Phú Quốc. Đi điện.
nhảy một trend TikTok ngắn gọn hài hước. Hai bàn tay của em như có khi em đưa tay lên làm xinh, em múa khi em đưa tay xuống là con búp đậu trên cành vàng. Rồi mình hàm bô giá đẹp, đúng rồi, đúng rồi, làm duyên đây, bô giá làm duyên nha mình hàm. Lịch trình trong những ngày giãn cách thì thật sự mà nói là nó khác bình thường nhiều lắm. Bình thường là sáng là 6 giờ là mình đã gần như là đã xong hết rồi. 5 giờ sáng là mình dậy mình tập thể dục. Tập thể dục rồi xong rồi cái vệ sinh cá nhân vân vân, tất cả mọi thứ là nó đâu đó nó khoảng từ chừng tới 6 giờ là mình đã sẵn sàng hết rồi, và 6 giờ 30 phút là mình đã bắt đầu xuất phát từ nhà mình để đi lên công ty. Bình thường thì một tuần mình đi công tác ít nhất là 4 ngày. Như vậy thì cái thời gian ở nhà mình rất là hiếm hoi. Coleman là một cái người rất là năng động. 3 tháng mà không có đi làm, quanh cứ đi loanh quanh trong nhà rồi không có bước ra khỏi cửa. Cho nên nếu mà hỏi ở nhà thì cái cảm giác nó có vui hay khó chịu? Chắc có lẽ là những cái gì mình vừa chia sẻ chắc khỏi cần phải giải thích nữa. Nó là nó khó chịu vô cùng. Khó chịu vô cùng. Khó chịu vô cùng. Thì tất nhiên là chưa bao giờ mà được ở nhà nhiều đến như vậy, mà thời gian dài đến như vậy luôn. Thì Vân thì nói chung là cũng phải đi ra ngoài, cũng đi làm chút chút chứ không nhiều bà ông xã, nhưng mà vẫn phải đi ra ngoài. Nhưng mà bây giờ là phải bắt buộc phải ở nhà rồi. Nói chung ở nhà mấy ngày đầu thì cũng cảm thấy là vui đó, cũng vui. Rồi từ từ mà ở lâu quá thấy bắt đầu cũng thấy bực. Biển. Bà. Ốc. Hàn Quốc. Nhật Bản. Màu vàng. Đỏ. Bia. Bia. Trà sữa. Trà sữa mập lắm, giờ chuyển qua nước trái cây rồi. Ừ, thú thật đi. Trà sữa. Cũng có chút chút. Ưu điểm rồi chị. Ok, ưu điểm trước đi, cho nó vui. Thì nói chung là nãy giờ cũng suy nghĩ ưu điểm là gì rồi mà không thấy ưu điểm là gì. Nó dở thôi cũng có. Đó là chưa bao giờ mà la mắng vợ hay là con gì hết á, chưa bao giờ luôn. Không có la, không có chê trách gì hết, nhưng mà cái khuyết điểm là hay nhậu á. Có nghĩa là nói chung là cũng không phải là đam mê nhậu, nhậu vì phải xã giao, nhậu vì công việc thôi, nhưng mà Vân nghĩ là nếu mà ít lại thì quá tốt đó, chỉ vậy. Nói thiệt nha. Khó lắm nha bà con. Nói mà bây giờ nói mà nói sớ rớ một cái là là tối nay có khi xuống dưới nhà con ngủ. Vậy chưa? Ôi, vậy em lạnh ai vậy? Thì bia lạnh. Vậy uống bia nè. Những người phụ nữ Việt Nam thì chắc bà con của bác mình cũng biết rồi. Là cái bản chất là anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thì bà xã mình thì nếu mà trong 8 chữ đó thì bà xã mình được nhiệm bất khuất trung hậu. Dạ, bà xã mình được cái trung hậu đảm đang. Còn anh hùng với bất khuất thì cái này mình chưa có một cái hoàn cảnh nào để mình thử hết. Chưa. Mình cũng không biết là có anh hùng không. Mình đi làm vậy đó, cái thời gian mình vậy, nếu mình nói ra giới thiệu, có nói ra cho bà con bác cũng không tin đó nè. Một tuần ở nhà rất ít, chắc là tôi kiếm một, tôi đốt đèn rồi tôi đi khắp thế gian cũng chưa chắc kiếm được một người phụ nữ nào mà chấp nhận có
có chồng mà chồng coi như đi suốt ngày cứ đi ngoài đường. Thấy vậy nhưng mà bà xã thì cũng bao nhiêu năm nay rồi, càng về sau này mình lại càng bận rộn nhiều hơn. Đó. Nhưng mà bà xã thì vẫn rất là ủng hộ, rất là hiểu cho mình. Còn khuyết điểm thì thực sự mình cũng khuyết điểm thì cũng khó nói lắm. Thôi cho mình để dành lại. Tại vì cũng có khuyết điểm, nó cũng không có gì lớn lao hết trơn á. Dạ. Cái khuyết điểm lớn nhất là lâu lâu hay nhằn mình mỗi lần mà mình đi nhậu về trễ. Trời, đi nhậu về cũng cho nó nhằn. Nhưng hết dịch là mình sẽ làm gì? Đi du lịch. Đúng không? Rồi, hết dịch là dạ, hết dịch là cả nhà đi du lịch. Năm nay là coi như hè này là tụi nó không có mùa hè luôn rồi đó. Dạ. Mấy đứa nhỏ năm nay là không có mùa hè luôn ạ. Mình đi đâu đây? Đâu đi đâu đâu? Đi vòng quanh người. Đi đâu là kêu học online mà. Có nghĩa là ý là nguyên một cái mùa hè này là không có được đi đâu hết mà đi đụng cái là bắt học online rồi. Bị dịch chứ không phải nghỉ hè. Bị thường quá. Bây giờ bà nói thiệt nè, bây giờ bà hỏi nè. Sau dịch là tụi con muốn đi chỗ nào nhất? Nếu mà được đi du lịch ở đâu nhỉ? Mỹ đúng rồi Mỹ. Mỹ. Đi gì mà xa dữ vậy con? Tao đi chỗ đó tốn kém lắm con. Mỹ Tho đi con. Đi. Thêm cái chữ Tho à. Mỹ Tho là tự nhiên thích không? Mỹ vậy trời. Giờ qua là Hà Nội nó là nhiều tuyết chơi vui lắm. À, thích tuyết. Rồi, ok rồi, cũng hy vọng. Dạ. Hy vọng là bên mình hết dịch thì bên Mỹ cũng hết dịch luôn. Còn nhỏ xíu như thế này thôi nhưng mà
rất là kỹ, tích tắc ta bóc tóc. Tức là ăn cái gì mà dơ chút xíu là phải đi rửa tay liền. Nghĩa là khi mà mình mới sinh ra là mình đã tập luôn rồi. Thành ra là bây giờ có thói quen mà chỉ cần dính tay chút xíu thôi là bé phải đi rửa tay đến mới chịu. Và trong những cái ngày giãn cách như thế này thì thời khóa biểu có thể nói là nó đảo lộn hoàn toàn. Tại cái thời điểm ghi hình này thì chính xác là hôm nay là ngày thứ 93 từ đầu cái đợt giãn cách xã hội. Coi như hơn 3 tháng rồi. Chắc chưa có một cái khoảng thời gian nào mà mình ở nhà nó dài đến như vậy. Ở sáng mình cũng bắt đầu dậy trễ. Tại vì có dậy sớm mình cũng đâu có làm gì đâu. Có hôm 7 giờ, có hôm 8 giờ luôn. Và đương nhiên là vẫn tập thể dục, vẫn có những cái sinh hoạt bình thường, nhưng mà làm việc thì phải làm việc kiểu khác. Check email rồi trao đổi công việc và họp thông qua các cái nền tảng mà họp online, các ứng dụng online. Nhà mình hôm nay có một vị khách VIP, sáng nào cũng vậy đó. Nó thấy mình xuống cái là nó kêu ử, nó gọi. Gì đây ông? Đây. Nhảy lên à. Sao? Đòi uống cần tay mật ong đúng không? Trời ơi, nó quậy lắm. Đây là sù ô sủ nè, bé sủ này. Rồi im. Ngoan. Ăn sáng chưa? Dạ, muốn ăn cái gì? Để tôi uống nước đã. Trời ơi, nó nhảy. Nó nhảy lên cho coi nè nha. Quậy lắm. Bây giờ mà mở cái dây này ra đó, mở ra cái nó dùng nó quay cái dây nó quăng vùng một cái nó chạy mất tiêu luôn. Rồi thôi được rồi, bây giờ ăn sáng gì nè. Con không biết đâu, nó khoái món bánh mì, nó khoái cà phê đó. Nhưng hôm nay mình không cho nó ăn hai cái món đó. Hôm nay mình sẽ cho nó ăn cái món khác nha con. Từ từ rồi, ok rồi. Rồi ngồi đây, chờ đây. Hai thầy trò, từ từ. Quậy không mà chưa. Bà đánh bây giờ. Hư rồi bà đánh đó nha. Rồi đây. Đó. Rồi nè, bà cho con thêm miếng tóp mỡ nữa nè. Rồi ăn đi con. Đừng làm phụ lòng ta nha. Rồi ăn đi con. Đây. Ăn thử đi, ăn đi. Rồi thôi giờ bà tới phiên ba. Đó thử coi nó ăn không. Trời đừng nói tôi chì rồi, nó ăn không? Ôi. Có phải chưa, nó ăn luôn kìa đấy. Đây cà phê nè. Trời ơi, mình ăn gì nó ăn cái đó, mình uống gì nó uống cái đó. Ăn đi con, để không khán giả cười, để con khán giả nói mình là làm con men làm cơm ngon, làm cơm chiên trứng. ngon mà tới mức nó chê luôn đó, cà phê thì nó ngon. Đó. Trời ơi, nó khoái cà phê sữa đá của tôi, bà con thấy không? Đó mà cơm chiên của tôi nó chê. Ăn cơm đi con. Nè. Ăn cơm. Ăn đi. Không mang tao giận á. Mày làm tao quê nha mày. Đó, bà con thấy không? Đó. Rồi, anh uống cà phê kìa đó, uống cà phê sữa thì đã không? Rồi, thôi đó, buổi sáng vậy. Cơm nguội chiên tỏi trứng. Kìa nó ăn đó. Yeah. Dạ. Ít phút giờ em vui vẻ buổi sáng. Như thường lệ thì những cái thời điểm giãn cách xã hội lâu như thế này thì gia đình Kim Cương á, riêng Kim Cương thì ngày nào cũng chạy tầm khoảng 7 giờ.
để chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con. Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt hơn, là ngày giỗ tổ của ngành sân khấu. Mọi người cũng biết là hoa ly mà thời điểm này á, để mà đặt mua được hoa rất là khó. Kim Cương phải đặt trên mạng trước đó cả tuần lễ rồi xong rồi họ mới giao đến cho mình đúng ngày. Hôm nay là ngày giỗ tổ nên là Kim Cương dậy rất là sớm để mà trang trí hoa sẵn lên đây cho ông xã và các con ăn sáng xong thì mình dâng lên phía trước, dâng lên phía trước để mình cúng tổ. Bây giờ thì anh Phúc không có đi hát được. Trong cái thời gian giãn cách này thì Kim Cương live stream thường xuyên để bán hàng online và chat tin nhắn rồi vận hành những công việc online của gia đình. Mặc dù là không có đi hát nhưng mà cái công việc về nghệ thuật của Phúc vẫn làm tại nhà, giống như là những cái công việc như là quảng cáo nè, rồi làm những cái sản xuất những cái chương trình cho TV, chương trình cho truyền hình, những cái chương trình cho YouTube. Rồi tham gia những cái chương trình của tất cả các đài. Bây giờ họ hay làm qua trực tuyến online nên là mình online. Ở nhà cũng phải set up mờ cái bối cảnh để cho Phúc ngồi giao lưu với họ. Dạ em chào anh. Rồi chào Thiêm. Chào anh. Rồi hôm nay đội này tới 28 người chào luôn hả? Anh. Dữ vậy. Chào anh. Em chào anh. Chào, không thấy mặt gì hết vậy. Uyên Nhi là bạn nào? Dạ, em chào anh ạ. Anh ơi, anh mở micro anh lên đi anh. Quá trời, anh chưa mở micro hả? Rồi, ok. Mới đến nó chào tôi lẹ quá. Úi. Anh ơi, anh tắt mic rồi. Từ từ để anh mở. Ủa, nghe giọng ai anh vậy? Anh ơi, anh mở cái mic lên đi anh. Rồi, anh mở mic nè. Ô, chào. Chào Allison, chào Phạm Hoàng Thái, chào Nguyễn Anh Thoại.
Nguyễn Ngọc Thảo Trâm. Cho anh coi mặt ơi. Dạ em chào anh ạ. Ồ Thảo nha. Đầu cổ của anh chơi. Đầu cổ bù xù dữ vậy em. Chào anh ạ. Ừ anh đang quay lại một ít. Đó. Lỡ xấu ráng chịu nha. Rồi đứa nào mặt cũng tươi quá nè. Mời coi coi hình rồi. Về nha. Khe với con cái với lại. Ờ. Anh chị nói sớm là lên hình đó cho em mặc đồ đẹp. Không. Ủa anh cũng đâu make up gì đâu. Nè thấy không. À, cũng mặc áo thun. Rồi cũng quần ở nhà quần đó mặc đồ ngủ nha chứ đâu có làm gì đâu. Ngồi xuống đi anh ơi, ngồi xuống hả? Sao đứng lên tụi quần hả? Ăn cá nục chiên hả? Con thích ăn đậu thì con tự lấy nha. Ừ. Rồi. Ba thì chỉ đậu hũ chiên xả thôi. Con mọi lần thích ăn cá lắm mà. Có luôn. Mới mở mà tí xíu thôi. Nóng quá hả? Mới mở mới lạnh. Ăn nước tương không? Cái cỡ giờ này là bắt đầu nó nóng vậy nè. Sướng quá không? Bà đang ở nhà trưa nào cũng ăn cơm cho ai sướng quá. Sướng nhỉ. Đi ra đi vô đỡ buồn thôi. Nó muốn không con? Nó muốn nha. Này mẹ chiên này ngon quá, mẹ chiên đậu hũ ngon quá. Cũng có rất nhiều khán giả hỏi là trước khi cái đại dịch COVID nó diễn ra thì Coleman có thường xuyên ở nhà và hay giúp vợ phụ vợ vào bếp, phụ vợ công việc nhà hay không? Cái câu hỏi này thôi chắc mình trả lời luôn cho chắc chứ không để. Trả lời đi, trả lời tôi sẽ trả, tôi sẽ trả lời sự thật. Là dạ không, tại vì có nhà đâu, trước dịch có nhà đâu phụ. Thật ra mình rất là muốn phụ, hôm nào về sớm lắm là cũng phải 8 giờ công việc công ty xong cũng phải 8 giờ rồi, những một hôm có hôm thì đi về rồi còn phải khách khứa rồi đối ngoại tùm lum, mình có tới 10 giờ 11 giờ 12 giờ rồi về tới nhà là coi như đâu có giúp gì được, chứ cũng muốn giúp lắm. Mà có thể mà đi có thể giúp thì trong cái thời gian ngày trước thì hoàn toàn là không, cái này xin thú nhận. Nhưng mà sau cái mùa dịch này thì thật sự là mình cũng thấy mình rất tiến bộ ở nhà riết mình đó. Ở nhà riết thì nó giỡn thôi chứ cũng có phụ chút cũng ráng. Dạ phụ ăn thôi. Nấu nhiêu phụ ăn nhiêu nó giỡn chứ ông trẻ khi mà ở nhà thì Vân cũng hay mường tượng nếu mà thời gian ở nhà lâu vậy không biết là vợ chồng có gây gỗ hay là có đánh nhau không. Tại vì ở nhà lâu quá mà nó sẽ phát sinh nhiều thứ. 90 mấy ngày rồi, dạ. 90 mấy ngày. Thật sự mà nói là Vân và ông xã chưa có một cuộc tranh cãi lớn tiếng luôn á. Hay thiệt luôn á, phải nói là hay. Phải nói là Vân hay. Chưa chắc, phải nói đây hay nè. Đó, mình làm bộ mình xuống bếp rồi mình cũng làm bộ mình nấu, mình quay để cho cô ấy cô thấy là mình đang nỗ lực hết sức. Nhưng mà nói gì nói thì những cái nỗ lực đó đã được ghi nhận. Và chính vì vậy trong 3 tháng hơn giờ 9 mấy ngày vừa qua là mình sống rất yên ổn. Không có cái gì mà nó nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay cả gia đình Phúc sẽ tổ chức một cái buổi là làm bánh pizza tại nhà. Và Phúc nghĩ là điều này tất cả các ba mẹ có thể là cùng với lại các con của mình sẽ cùng làm pizza tại nhà rất là đơn giản ha. Thì tí xíu nữa Phúc muốn để cho các bé tự trải nghiệm cái cách làm pizza như thế nào. Và ok, Quốc Minh rất là thích làm bánh pizza. Will và Johnny Quốc Minh cùng làm bánh pizza tại nhà nha. Ok.
đổi nên chúng ta sẽ đổi sốt lên. Đúng rồi, đổi nguyên chén lên nè. Bây giờ chúng ta sẽ chép lên nha. À, cả nhà ơi, cái này là cái đế bánh nha. Cái đế bánh là làm bằng bột. Mọi người có thể là mua sẵn ở ngoài ha. Mình về mình chỉ cần là trang trí vào làm lên thôi. Phải sắc cò chua mà phải hơn chứ nữa. Rồi, nửa đi, nửa đi, nửa đi. Okay. Đây, rồi, đều ra nha. Đây, bước tiếp theo cô chú là để cô Mai lên nha. Rồi, phải nhớ là rửa tay nha. Rửa tay cho sạch rồi mình hãy làm bằng cách là bóc nha. Nãy là Quyên với lại Quốc Minh đã rửa tay sạch rồi. Ok. À, cái này là phô mai sợi phải không? Dạ. Rồi mình rắc đều ra ha. Rắc đều ra xung quanh cái bánh nha. Rồi. Anh hai mình để hải sản lên rồi mình cần phải dắt nhiều phô mai ấy. Thì mình để trên cùng nữa. Rồi cho mọi người xem nha. Đó. Wow. Cỡ này là em gái con tên Minh Hà nha. Bánh này. Đây là bánh gạo lứt đó cô chú. Bánh gạo lứt mẹ con mua ở siêu thị á. Đây, rồi bước tiếp theo nha. Giờ chúng ta sẽ để hải sản. Rồi trước đây chúng ta để tôm trước đây. Tôm nha. Tôm. Để đều đi nha. Để tôm. Để xung quanh cái bánh này nha. Từ ngoài cái viền vô, đúng không? Để cho chỗ nào mình cũng đều có hết. Để mọi người ăn là cắn vô chỗ nào cũng có tôm. Đúng rồi, để ăn cho ngon hơn. Đúng rồi. Đây. Rồi mình sẽ để cái này trước đi. Hành cua. Đúng rồi, để lên. Để cái từng miếng để lên đi. Hành cua này mọi người có thể là mua sẵn rồi về chúng ta cắt ra nha. Cắt miếng cục ra. Giờ tiếp theo là xúc xích nha cô chú. Xúc xích nha. Dạ đứng lên nắm tiền quá. Rồi. Anh nói chuyện vô số đi. Rồi, rồi rồi, rồi đắp con miếng phô mai lên nữa, chút thôi. Một lớp nữa. Đúng rồi, một lớp to. Đều ra. Đây là một cái bánh pizza phô mai nha, hải sản nha cả nhà. Rồi, và công đoạn tiếp theo, chúng ta đã bắt đầu làm xong cái bánh rồi thì chúng ta sẽ đưa cái bánh này vào trong cái lò nướng. Ok, Will phụ cho Nì đi, Will phụ cho Nì đưa vào lò nướng nha. Có thấy lò của chú kia. Rồi, bây giờ cái công đoạn này là cái công đoạn nướng bánh. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái lò nướng ha. Cái lò nướng rất đơn giản. Wow, bụng lắm luôn á cô chú. Nướng này lúc không còn Covid là thằng mẹ đang mua nó cho con á. Để con có thể luôn tất cả mọi hướng. Ok. Thì chúng ta sẽ để cái nhiệt độ là 200 độ ha. Rồi chúng ta chỉnh 8 phút. Hả? Cô chú có thấy không? Wow. Yeah, mọi người thấy chưa? Wow, cô chú có thấy chưa? Chắc là ngon luôn á. À, chú Quốc được đi ra thôi. Bây giờ Quốc Minh hát một bài tặng cô chú đi. Ok. Ok. Mình hát bài hai ra thử thế. Cô chú chúng ta cầm hộp gì nhau nghe nói lòng. Mình nói gì vậy? Một câu trước khi biệt ly. Chú có nhớ nhớ cái chú ánh ấy chặt chặt. Bây giờ đưa cái cho người đi. Cô chú chúng ta tìm được một phát trong báo lòng. Hay cho bên nhau chịu cho. Sao ta đầy dơ. Để anh cùng chung cơn hát với chút ngọt ngào. Ngày hai hôn nhau đi làm cuối. Rồi bây giờ sau khi đã kết thúc 8 phút nướng bánh rồi, chúng ta sẽ lấy bánh ra và thưởng thức nha cả nhà. Wow, thơm quá. Ai nuốt nước miếng vậy? Ai nuốt nước miếng vậy? Nhiều con phải chảy nước miếng luôn á bà. Và cái đế bánh pizza này á là Phúc mua trước đây khoảng 10 cái đế bánh á để dành sẵn ở nhà. Rồi khi nào làm là chúng tôi lấy bánh ra và để những cái nguyên liệu lên và nướng thôi, rất là đơn giản ha. Rồi, xin mời các bạn nhỏ. Rồi.
Ngon quá. Ngon quá hả? Ngon quá con. Mai. Ăn hổ hả? Đây rồi, 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 rồi. Cám, cám. Ồ, ngon, ngon. Ngon không? Ngon không? Ngon, ngon, ngon. Cho cả nhà sinh hoạt chung với nhau là cùng nhau nghĩ ra tất cả các món ăn để nấu ăn này, giống như thí dụ như cùng cả nhà cùng làm pizza, rồi cho cả nhà cùng tập thể dục, rồi cho các bé học, dạy cho các bé học qua chữ, dạy cho các bé học tiếng Anh, rồi nghĩ ra cái rất nhiều trò chơi cho các bé chơi như là thảy vòng, rồi nhảy bao bố, rồi tập thể dục nhảy dây, rồi xếp những cái trò chơi như là xếp máy bay cho các bé chơi trong nhà. Chiều tắm mưa đúng không? Tắm mưa, rồi cho các bé tập trồng cây, rồi cho các bé vẽ, rất là nhiều trò để cho các bé làm tại nhà. Con Hà vẽ gì ta? Con Hà mặt trăng. Con Hà vẽ cá đi. Rồi. Đó. Rồi, có mặt trăng có mấy cái lẫn lẫn chởm trên này nè. Cái mặt trời đó mặt trăng. Thì bây giờ trong cái nội dung chương trình này thì ở nhà vui mà. Thì có một cái thử thách mà ban tổ chức đưa ra cho nó vui vui. Đây bây giờ mở lên nha. Rồi giờ hai và mình sẽ chơi và thử thách đó là gì nha. Rồi đây thử thách như sau. Xin chào gia đình Colorman. Gia đình bạn sẽ phải tham gia vào một thử thách do chương trình đặt ra. Cả nhà hãy chia thành hai đội và chọn một trong hai thử thách sau nha. Thử thách 1, thi làm bim bim bong bóng khoai tây. Thử thách 2, thi trang điểm. Đội thắng sẽ nhận được quà từ chương trình và có quyền đưa ra hình phạt dành cho đội thua. Nào, hãy cùng thi đua nha. Chơi nha, mẹ thích à. Hình phạt, có hình phạt là mẹ thích. Bây giờ chọn hai đội nè, bốn người chia hai đội. Rồi, hai đội nào? Ủa vậy luôn hả? Trời ơi. Sao được vậy luôn hả? Để tứ ruột, để tứ ruột. Ok, phải. Để tứ ruột rồi. Vậy đội đội mình là đội yếu hay đội mạnh nha anh? Đội yếu. Đội yếu. Tự nhận yếu. Vậy thôi mình chịu thua luôn đi, khỏi đi, khỏi chơi. Vậy mình chọn chơi thử thách gì đây? Thôi giờ chốt lại nè. Thôi cho hai đứa con chọn. Ba kiểu gì ba cũng làm cũng được hết. Chọn make up, còn Quân Anh chọn gì? Luôn. Vân Anh là khoái chiên khoai tây rồi. Đúng không? Make up. Chiên khoai tây. Khoai tây. Rồi ba theo phân Vân Anh, khoai tây. Khoai tây. Rồi bên kia. Make up vui hơn. Thôi con có bao giờ thôi, thấy thôi, ba thôi. Make up không? Đúng không? Make up đó là sở trường của mẹ rồi, làm sao mà mình chiến thắng được? Thì đổi lại, con có make up cho mẹ, make up cho ba. Ờ, cũng hợp lý đó. Ờ, vậy thì còn quả mai có cửa. Ok, hai đứa cũng ngang ngửa nha. Vậy thì quả mai vậy thì quả mai còn có cửa chứ còn. Nhưng mà make up cho ba dễ hơn make up cho mẹ đó. Tại ba đẹp sẵn rồi. Nghe uống xỉu không? Rồi thôi giờ chốt chơi make up luôn không? Chơi luôn. Thì bây giờ là một cuộc đấu coi như là vô cùng gay cấn và căng thẳng giữa hai đội. Sô-cô-la. Ồ, hai cha con giống đen giống nhau giống như sô-cô-la. Đây sữa tươi. Đây sữa tươi, đây sô-cô-la. Rồi, hai cái người, hai thí sinh chính là Vân Anh và Thùy Anh. Sẽ make up cho ba mẹ đó, sẽ trang điểm cho ba mẹ coi ai đẹp hơn đó. Và sau khi mình làm xong rồi thì mình sẽ chờ kết quả từ ban tổ chức đó. Đội nào chiến thắng sẽ được nhận một phần quà ban tổ chức nha. Rồi chúng ta có thử thách này, thì trong thử thách này chúng ta có 30 phút. Rồi, rồi xin mời, vô. Action. Cái này là cái gì vậy? Quá con chấm chấm á. Xong rồi con bắt đầu pha. Nhìn mặt.
chấm 1, 2, 3, 4, chấm 1 tay. Không làm rồi. Đứng gần lại ba chứ đứng xa quá, cầm lên luôn, cầm cái mũ lên luôn. Đó. Mẹ chắc mẹ không còn đâu, mẹ mẹ cũng có thai dưỡng rồi. Cho nên mình đỡ thai dưỡng đó. Mẹ có lắng chết thì mẹ nghe. Được chưa mẹ? Mẹ kìa, nó hỏi được chưa kìa. Ba hơi hao con, làm sao cho ba trắng ra, con lột xác cho ba coi. Trời, con gái tôi nó chuyên nghiệp ghê bà con ơi. Giống như make up đài truyền hình. Giờ hỏi trắng quá không ta. Đây đây, hai xin hai gương này đây. Ủa sao nó cái màu nó lạ vậy ta? Nó tối. Trời, có cái gì ta? Bên đội kia có vẻ chuyên nghiệp quá. Bên đời này dân anh cũng rất chăm chú nha. Đó, coi các cô các chú thấy rồi. Mẹ mẹ xong rồi làm gì vậy? Xong rồi tán màu mắt cho mất kiến rồi vậy này. À ba bị quần thâm kìa. Con che quần thâm cho ba chưa? Che quần thâm chứ cũng tốn lắm á con. Ít thôi nha. Chấm chấm á. Chấm ít ít thật. Con say á. Chấm chấm đi cái mắt này nè. Chấm đi chỗ quần thâm. Rồi mình này mình tập trung đi mình mẹ. Mình cứ lo tài lanh quá chừng mình thua đó bạn. Màu mắt đó con tự chọn với mẹ đi. Cái cục này cục gì? Dạ, Billy Booby. Billy Booby hả? Sao cái tên nó nghe lạ vậy? Billy Booby là. Rồi, hết thăm chưa? Cũng hết thăm. Ủa là mình xong rồi sao nhé mẹ? Đâu, vẽ chân mày. Ba có chân mày mà cần gì phải vẽ? Ủa, đánh đi. Chuyện có gì thôi. Vẽ đi con, vẽ cho ba siêu đẹp. Ở nhà là xã mình hay dạy hai đứa nhỏ mấy cấp lắm. Chân này xong nó mất rồi mà. Gì cười, thấy mẹ mày cười nó nghi quá. Ok. Nghe làm đẹp mà. Con sẽ làm màu thật là tinh tú. Chọn màu cho ba hả? Nó nổi bật luôn đi mà nè. Dạ, cái này đúng không? Ừ, cho nó fashion đó mọi người. Mình đánh hai màu sẽ đẹp. Hộp màu mắt á hả? Dạ. Rồi sao con cho mắt ba mắt kim tuyến như từ thiên đại thánh vậy luôn. Mắt như kim tuyến từ thiên đại thánh rồi chơi con. Ba đỏ tóc giả vô mà. Trời ơi, tóc giả luôn ghê. Cái này ba đi thi hoa hậu luôn quá. Bây giờ rất là chăm chú. Rất mày mãn luôn. Gõ. Đại dân anh làm đây con. Rõ. Trời, nó cho tôi mắt xanh luôn. Ui, nó quá là kim tuyến luôn. Quá là kim tuyến luôn, mất kim tuyến. Mười lăm phút đã trôi qua rồi nha. Quá dữ luôn. Sao bà thấy bà cũng không đẹp lên mình chút nào? Đẹp. Động viên con. Như ba, 90 ngày rồi. Như coi.
Đâu mà coi, 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 kiếm mà coi coi. Có thấy màu xanh lắm không mẹ? Mẹ có thấy màu xanh? Không, được con ơi, mình cho ba nãy một con này chứ. Con muốn ăn thiệt. Hai chục phút rồi đó nha, còn có 10 phút nữa thôi đó. Bà nôn lắm quá. Ra mũi hả mẹ? Không cần đâu con, mũi ba cao thôi, bác không cần đâu. Dễ cho mẹ cao cao một chút ngay thôi. Cảm ơn ban tổ chức nha, ban tổ chức ra cái thử thách này vui quá. Không biết mấy cái tập kia ban tổ chức ra cái thử thách gì. Riêng cái tập này vui ghê. Thiệt chứ ở nhà phải nghĩ, mà nghĩ ra mấy cái này chơi ở nhà cũng vui nè bà con ở bác. Đúng không? Gõ nhà gắn kết, chia phe. Đúng không? Bê. Mommy. Mommy doll. Má nhìn nó. Nhìn nó đi, giống búp bê. Gì? Búp bê. Mẹ thì giống búp bê nè, bà giống búp bê. Mẹ giống búp bê nam thôi, bà giống búp bê nữ. Con mẹ đây hả? Bà ngồi ngửa ra cho con dễ lần. Không phải, bà phải kiểu nhìn xuống hay sao? Ừ. Mẹ con không có cái dáng mừng. Nào mẹ coi coi, mẹ sẽ hỗ trợ cái đó. Tại mẹ thích dáng con bê cho ba. Trời, mẹ không đưa vô nhìn em. Mẹ cái đôi mắt mẹ không? Ồ, đưa mở. Đưa mở. Bây giờ là sẽ lên trên sân thượng nha, cho các bạn nhỏ tắm nha. Các bạn nhỏ rất là thích tắm mưa. Yippee! Nên là ba Phúc có chế một cái vàng nước xả xuống giống như là nước mưa vậy đó. Lúc nào mà các bé mà thích buổi chiều tắm thì cho các bé lên trên sân thượng tắm nha. Đây chính là khoảng sân ở trên sân thượng nhà Phúc. Yeah. Phúc có trồng rất là nhiều cây kiểng và đặc biệt là có trồng thêm rau nữa, rồi có trồng thêm những cái cây để lọc không khí nữa, rồi có trồng thêm hoa ở ngoài kia nữa để cho buổi chiều các bạn lên đây rất là mát ha. Phúc đó là làm sao dạy cho các bé biết yêu thương lẫn nhau nè, rồi chăm sóc cho nhau nè, rồi nhường nhịn nhau nè, rồi dạy cho các bé những cái điều hay, những cái điều tốt, những cái điều làm sao là các bé biết được là chúng ta lớn lên chúng ta làm những cái điều đó có ích cho mọi người, có ích cho xã hội. Phúc còn nhận được một cái mail nữa nè. Xin chào gia đình anh Ưng Hoàng Phúc và chị Kim Cương. Cảm ơn gia đình anh chị đã chia sẻ lịch trình một ngày của mình. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại tại đây. Gia đình mình sẽ phải tiếp tục tham gia vào một thử thách do chương trình đặt ra. Đúng hả? Một thử thách nữa nha. Một thử thách nữa mới hết chương trình nha. Đó là làm đồ chơi tự chế cho các bé. Ok, cái này dễ, cái này là Phúc rất là rành cái điều này. Hoàn thành thử thách nhất định sẽ được thưởng, và thua đương nhiên sẽ bị phạt. Cố gắng lên nha. Yên tâm, cái này thì Phúc rất là giỏi trong cái việc là làm những cái đồ chơi cho các bé, nên là không có gây khó khăn cho Phúc đâu. Mọi người hãy đón xem Phúc sẽ làm gì nha. Minh Hà đang ăn bánh hả? Minh Hà đẹp quá vậy. Bây giờ vậy nè, bây giờ ở nhà đó mình chơi tập xếp máy bay nha, tập xếp máy bay để mình chơi trong nhà đó. Nhưng con xếp được.
Nè, thì giờ làm cho ba nha. Rồi bây giờ mình không có ra đường được thì giờ mình sẽ chơi ở trong nhà thôi. Nhưng mà mình chơi trong nhà thì mình phải xếp cái chiếc máy bay bằng giấy. Bằng giấy để mình chơi trong nhà. Giúp con xếp. Đây nè, xếp lại. Xếp lại gì đúng không? À, nhưng mà canh cho nó bằng cái góc nè. Bằng góc vậy nè. Nè. Ủa, con chúa làm gì con chúa bên nè. Rồi bắt đầu nè, bắt đầu mình nè. Có lằn nè phải không? Có lằn chưa? Nè mình tạo cho một có cái đường ở giữa á. Nè. Rồi xong bắt đầu mình lấy cái này. Nè, nè. Dạ. Nè xếp vô bằng cái đường ở giữa nha. Rồi lắp đèn thì mình làm tiếp bên kế bên đi. Chưa biết gì nè ba. Nè. Nhìn nè. Nè, đó, đúng rồi. Đúng rồi. Được, cũng được rồi, gần được rồi, ok, tạm ổn. Giờ sao nữa bạn? Đó, tiếp. Nè, rồi vô đây nè. Nhưng mà đừng có vô trong thì vô tới đây thôi. Không có vô đây rồi mà mình ở vô tới đây thôi. Nè, nè, thấy không? Đưa nè, đó, bằng nè, đúng không? Rồi con có đè xuống. Đúng rồi, ba, đè xuống cho kìa đó. Vô đè ở này. Rồi. Ui. Hồi nào dưới hát mình rồi. Mình xếp chút xíu à. Cũng mình thì thép còn bị chỗ áo luôn. Dạ. Để xem nữa ba. Cái máy bay hiện đại cái kiểu là thay vì bình thường là cái kiểu mũi nhọn phải không, thì bây giờ mình xếp về là kiểu mũi nó bằng bằng vậy nè. Thử nghe cả nhà nha, bây giờ ba chiếc máy bay xong rồi, thử coi chiếc máy bay của ai bay ok nha. Mới vậy đó. Nhìn nó mắc cười. Tụi anh cười hoài luôn. Tôi hy sinh về nghệ thuật của ban tổ chức, nhớ cho hai cha con tôi đạt giải nha. Nhớ cho phần chiến thắng dành cho hai cha con sô-cô-la nha. Giống sô-cô-la hơn. Mẹ giống sô-cô-la hơn. Xong chưa? Mắt nhắm mắt hoài vậy hả trời? Xong môi hả mẹ? Mở mắt được chưa? Môi nào? Môi đậm đậm nha. Thôi thua đi. Gì vậy ba? Con mất năng lượng rồi. Con mất năng lượng. Máu dễ sợ luôn. Nghe chơi ba cái màu son đỏ chót lên cho ba. Nhìn giòn giống bút bơi. Không giống bút bơi bị hơn. Y chang luôn á. Ra bút bơi nữa. Rồi giống như Madonna hay là Marilyn Monroe. Chưa được đặt ba phải bậm môi kìa. Méo qua méo lại. Đúng rồi. Rồi ok, cam bao. Ổn không con? Dạ, con không biết. Trời ơi. Đẹp quá. Nhìn ba có vẻ, ba nét lắm. Ừ, ba. Tại vì á, da ba đen mà đánh cho ba cái màu sáng quá trời. Ôi, dạ. Xong rồi hả con? Annabelle. Annabelle, nó nói tôi giống Annabelle. Một rồi về đâu thấy rõ mày ha. Một rùa giống như ve chó. Rồi. Hả? Rồi. Có ngọc lông. Rồi giờ con lấy tóc đi, để tóc lên. Trời ơi, để tóc lên siêu đẹp. Khỏi cần mắt kiến luôn. Ba bắt đầu tự tin rồi đó. Trời ơi. Có hai cái bộ tóc lục. Thôi, lấy bộ tóc trắng đi, tóc trắng này bây. Màu xanh đẹp thôi không? Xanh đẹp thôi. Đàn ông không? Không, đổi hai cái trước coi cái nào. Cái này đẹp giống Marilyn Monroe hơn. Bà ơi. Giống Marilyn Monroe. À, đội bạn thấy đội chúng tôi thế nào? Tính là Dương Anh dễ mắt đẹp quá Dương Anh. Dễ mắt chứ ba rất là đẹp nha. Cơ bản là ba đẹp sẵn.
Ok, coi như chưa nói gì luôn. Bây giờ chúng ta bình luận về cái đội bạn đi con. Con thấy mẹ sao? Theo con á. Theo con 50%. Con mà. Thôi. Đội, tôi xin tuyên bố đội Sola chiến thắng. Tôi xin tuyên bố trước luôn, khỏi cần ban tổ chức luôn. Là bây giờ Vân Anh là Vân Anh giống dắt ba đi vô đi. Xin lỗi, không giống như là thiết kế, thí sinh thiết kế. Rồi để con. Ba phải đi catwalk đẹp. Dạ đi catwalk nha. Ok rồi, catwalk. Catwalk thứ 7 á. Catwalk thứ 7 rồi. Ba nhớ chạy nha. Vậy hả? À, không vậy nào nha. Cầm cái tay. Rồi. Đó. Đúng rồi. Đi thứ 7 á hả? Dạ thứ 7. Ok, 1 2 3. Rồi, đi cắp nước đẹp lên hai mẹ con ơi. Thật sự luôn rồi đó, giờ là nhà Vân là từ lúc mà trước dịch là không có thường xuyên mà cả nhà mà ngồi với nhau như thế này ha. Rồi hôm nay là được các cô chú cho ra một cái thử thách hơi bị khó khăn nhưng mà cũng vượt qua được. Khi mà dịch rồi á thì ở nhà thì Vân cũng cứ bụi, tại vì phải lo cơm nước rồi đủ thứ hết, cho nên là ít khi nào mà dành thời gian mà bày ra một cái trò chơi mà chơi chung với nhau như thế này lắm. Mà cũng nhờ cái thử thách này mà cả gia đình Vân là sum họp với nhau ngồi quậy tè le hộp me, nhưng mà rất là vui. Có những cái không gian vậy á, cảm thấy là nó vui hơn, nó gọi là nó có năng lượng hơn để mình vượt qua ha những cái vui buồn trong cuộc sống đó. Cảm ơn con để make up cho mẹ xinh đẹp nha. Mốt hả, mẹ đi làm là con phải make up cho mẹ nha, chịu không? Trung bình tuần mình đi ra khỏi nhà, mình không ở nhà khoảng 4 ngày. Nói bà con bác không tin, thực sự luôn 4 tới 5 ngày. Đi ra thì đi, ba đi làm từ sáng sớm đúng không? Thì anh ha. Sáng sớm là mấy đứa nó chưa ngủ dậy. Còn lúc tối tụi con ngủ thì ba cũng chưa dậy. Đúng không? Đúng. Nhưng mà đúng là cái trong cái khoảng thời gian này thì đó, phải ở nhà, rồi cách ly, rồi giãn cách, nhưng mà ngược lại thì nó cũng vui. Bởi vì nó có những cái khoảng thời gian dành cho gia đình. Đó, nói thật luôn mấy đứa cũng tù túng nhiều thứ, nhưng mà thực sự mà nói thì cái thời gian dành ở dung với gia đình thì vui lắm. Mình cũng không biết hình dung sau này cái hết dịch rồi xong mình lại tiếp tục cái thói quen với lại công việc lại cuốn đi giống như ngày trước. Từng 4-5 ngày mà không có ở nhà thì không biết, chắc là những cái khoảnh khắc này nó quý lắm luôn. Nhưng anh thấy gì dạ vui. Dạ vui. Vui, đẹp, da đẹp. Mày rất là nhắc ô chơi nữa.
bay qua nè, bay cao mà bay đầm nè, gió 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 nghe chưa? Rồi chúng mình thử lại đi, cố gắng lên. Rồi mình thấy cái bóng rồi. Wow, đẹp quá. Rồi nè, ok. Rồi ở nhà ha, nếu mà không gian rộng rộng tí xíu thì chúng ta sẽ xếp những chiếc máy bay gì à, một người đứng một đầu à, xong cái người này đứng đầu kia bắt đầu phóng chiếc máy bay qua nha. Chưa, đang chờ ban ban tổ chức. Rồi tụi con ngồi xuống đi. Đang chờ. Rồi. Rồi, đúng một phút nữa thì ban tổ chức sẽ gọi nha. Sẽ gọi điện thông báo xem đội nào chiến thắng. Và mình tin chắc rằng bà con, cô bác, quý vị khán giả cũng đã có ý kiến rồi. Team mình thắng, ba nghĩ là team mình sẽ thắng. Ba, tất nhiên ba thắng rồi, tại vì ba là cái người làm cái đó mà. Ừ? Ba là người làm cái đó mà ba phải thắng chứ. Làm cái gì? Như bà tạo ra cái à, ý nó nói mình là làm cái game này, ba tổ chức cái game này, ba phải thắng cái nhỏ này. Ồ, người khác làm, ba mình ba tham gia thôi, đúng không? Kìa, vô đi cho con xem đi bạn. Chưa, đang đợi gọi điện thoại. Ôi là trời, đừng có gọi điện thoại, trời ơi, nhắc luôn đi trời ơi. Bây giờ bên mình nghĩ hình phạt gì trước đi. Ba là con làm cái gì đó. Phải nhảy cái gì đó để mà ba vô chỗ. Được. Được không? Không sợ nó dính luôn. Nhưng mà thấy được hay, không? Hay nhảy một cái điệu gì đó mà để lại để cho ba với con mắc cười. Còn ba con chưa cười nhảy hoài. À, đây, nhanh. Rồi, nghĩ được hình phạt rồi. Có nặng tượng lắm, cái gì con là mẹ nè. Mà ba phải đứng yên để mẹ nặng, ba làm gì cũng được hết đó. Mình còn đỡ hơn nữa. Mình còn đỡ hơn, lát mình lại chơi bạn con cười quá à. Vậy ý con sao? Trời ơi, sao lâu vậy? Ban tổ chức ơi, ban tổ chức chắc ngủ quên rồi. Nhưng mà khán giả cũng đồng ý là hôm qua làm là đúng rồi. Cái hôm qua là bạn Vân Anh là làm cho bên mới cấp rất đẹp đúng không bà con? Ừ. Không cần phải đẹp nha mẹ, chỉ cần hài. Ừ, đúng rồi. Mình mới cấp mà hài. Make-up phải đẹp chứ, make-up rất đẹp. Thẩm mỹ nè, người ta phải làm cho người đó đẹp, hiểu không? Bên kia nhắc nè. Với lại mẹ hỗ trợ con dán lông mi á, con quên rồi mà. Ồ, đó mở. Tự, mở. Ô, mẹ phải tự dán á. Ồ, tự dán cho mình. Đây. Đây, cô Trang. Dạ, alo, đây là điện thoại từ ban tổ chức của chương trình ở nhà vui ba. Ban tổ chức chương trình xin thông báo đội chiến thắng trong chương trình ở nhà vui ba ngày hôm nay đó là đội của anh Konami. Mặt buồn. Đúng rồi, đúng rồi, góc thiệt luôn. Trời ơi, trời vui. Bài chưa hát xong mình lên. Thôi, bây tay bóng bóng mà. Rồi, ok. Cảm ơn ban tổ chức. Xong. Rồi, ok rồi.
Thực sự thì Phúc với lại bà xã của Phúc thì luôn luôn dành những cái lời nói yêu thương cho nhau, cũng như là dành những cái lời yêu thương cho tất cả các con trong gia đình, yêu thương cho nhau. Và lúc nào cũng hay nói câu I love you. I love you. Thời điểm này thì tất cả các gia đình luôn ngồi lại bên nhau trong những ngày giãn cách này, rồi cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn của cuộc sống, rồi động viên nhau, rồi hỗ trợ nhau, rồi yêu thương lẫn nhau, rồi có thể là gọi là trao cho nhau thêm rất là nhiều cái thời gian sinh hoạt mà trước giờ chúng ta hay quên lãng đi những cái việc đó. Thì bây giờ đây là cơ hội mà để cho gia đình chúng ta được quây quần bên nhau, để chăm sóc lẫn nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Thời gian giãn cách nó dài như vậy á, thì nó có những cái điểm, những cái mặt mà nó làm cho con người ta dễ cảm thấy là bức bối ha. Ngược lại thì nó cũng có những cái mặt tích cực của nó, đó là chúng ta có nhiều cái thời gian hơn dành cho gia đình, gần gũi gia đình và hiểu hơn về các thành viên trong gia đình. Thì cái điểm này thực sự là từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ có cái cơ hội đó. Nó cũng giúp cho mình sống chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn, suy gẫm nhiều hơn về rất là nhiều thứ, về cuộc sống, về con người, về xã hội, những cái thứ mà trong cái nhịp sống mà nó tất bật, hối hả thì chúng ta không, nhiều lúc chúng ta không có thời gian để suy nghĩ luôn. Cái từ sống chậm thì mỗi người sẽ nghĩ theo một cái cách nghĩ khác nhau. Với Vân thì nói thì dịch bệnh mà mình anh đâu có ai mong muốn đâu. Nhưng mà nói là ở nhà mà sống chậm thì chậm thiệt luôn á. Nhờ đó mà mình chiêm nghiệm được là cái cuộc sống này nó quá ư là vô thường á. Cho nên là mình cứ yêu thương, mình cứ sống tích cực, vui vẻ. Giống như là mình ở nhà rồi mình hỗ trợ cho nhau, mình yêu thương nhau, mình chia sẻ những cái vui buồn khó khăn với nhau, thì cái đó cũng là một cái động lực rất là lớn để mình vượt qua cái mùa dịch này. Lời đây. Dạ, nếu mà hỏi hạnh phúc với mình là gì thì nó đơn giản lắm. Hạnh phúc là mình được làm cái điều mình thích, mình được sống vì cái người mình yêu thương, được cống hiến vì những cái người mà luôn luôn ủng hộ và yêu thương mình hết lòng. Dạ vậy thôi à. Vân thì đơn giản hơn ông xã của Vân. Vân nghĩ là hạnh phúc là do mỗi người thôi. Mình nghĩ mình đủ như thế nào, mình cảm thấy vui như thế nào thì mình cứ hài lòng với những gì mình đang có. Chứ mình đừng có thấy mình dày rồi mình nhìn qua bên kia mình nói trời sao bên kia người ta được như vậy này kia kia nọ. Thì Vân không phải là người vậy. Vân cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Và nếu mà mình muốn mình tốt hơn thì do chính bản thân của mình tự tạo ra và tự cố gắng thôi. Mình cũng xin bổ sung thêm một chút xíu nữa, và cũng đó cũng là một trong những cái yếu tố mà làm cho Coleman có cuộc sống hạnh phúc, đó là mình có bà xã, rồi các thành viên trong gia đình mình cũng sống rất là đơn giản, không có đòi hỏi gì nhiều hết. Mình nghĩ là mình một người may mắn, cái hạnh phúc của mình mà đó là mình có cái gia đình mà tất cả mọi người đều sống rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng và dễ chịu, không đòi hỏi, có sao vui vậy, đỡ áp lực mà không có lạnh đâu. In the sweet despair I find something true that I like. I won't stress you dear, I know that you made up your mind. Cả gia đình mình được khỏe mạnh, được vui vẻ, được ấm no, không phải có những cái điều buồn phiền trong cuộc sống, thì đó chính là sự hạnh phúc. When I'm with you, there's no reason for why I'm intoxicated by your side.
Nothing in the world's gonna beat this high when I'm with you. Rồi cảm ơn ban tổ chức. Giờ Thùy Anh đã khóc rồi ban tổ chức ơi. Rồi. Rồi có món quà nữa phải không? Có gửi thứ món quà. Dạ. Ban tổ chức sẽ gửi cho đội thắng là một món quà. Rồi đây. Nhận cho đội thắng quyết định nha. Rồi ok, rồi đây quà món quà. Trời ơi đã quá. Coi món quà gì nè. Rồi có gạo nữa, cái mùa này mà được tiếp tế gạo là đỡ quá rồi, bịch gạo nè. Có gì để cho ấy được không? Ngũ cốc hả? Ngũ cốc. Rồi thôi này chia cho đội thua một hộp sữa nè. Không thích sữa. Không thích sữa. Không thích sữa. Wow. Em đúng rồi. Rồi bỏ vô. Bây giờ nè, Vân Anh. Theo như nãy mà mình ba con tính rồi đó, bây giờ là hình phạt là gì? Nhảy đi. Rồi hình phạt là mẹ với lại Thùy Anh sẽ ra nhảy một cái điệu gì đó mà để cuối cùng là bên đây là ba với Vân Anh cười là kết thúc. Ủa? Ừ, còn nhớ ba Vân Anh mà không thấy vui thì không cười là nhảy hoài. Phải chọt cù lét mới cười nhá. Không biết thì mẹ nhảy sao mà ba với mẹ nhảy một cái vũ điệu gì nó bá đạo đi, hai cha con nhìn mắc cười. Có cần nhạc không? Không, nhạc nó dính bản quyền. Thôi không chịu ra cũng nhạc. Phải chấp nhận hình phạt. Đúng rồi, phải chấp nhận hình phạt. Nhưng mà không có nhạc sao nhảy. Thì đó bị bản quyền. Thì anh ha. Thôi cái đó là chuyện của bên người thắng cuộc chứ bên đây cũng phải có được yêu cầu. Rồi bây giờ mình mở nhạc nhưng có gì mình sẽ tính nhạc sau. Ok, rồi mở nhạc đi. Đừng cười nha, cười là coi như là bên kia ngưng đó. Thôi, không chịu đâu. Nghiêm nhảy sao vậy? Nhảy cái vũ điệu gì mà bác để cho hài nha. Nhảy sao cho nó hài á? Trời, kìa thôi bác cười rồi. Bác cười quá bà. Thôi bác cười rồi xong rồi. Thôi giờ thì anh với mẹ nhảy đi. Rồi bà, cả nhà mình cũng nhảy cho vui nè. Rồi ok, vô con. Nhảy cái gì tập thể dục quá con, hiểu không? Tại vì ba nhìn em mà mắc cười quá. Coi nó ngồi nó nhìn. Mẹ đi, bạn duy trì với bạn. Con đứng yên được chưa? Chị bảy chứ là chị bảy nhảy nè. Chị bảy. Ông xã. Ơi. Anh đã hoàn thành thử thách của chương trình. Và đây là phần quà của chương trình gửi tặng cho ông xã đây. Đi ra. Vô lấy mở ra coi. Cái kéo không ấy, kéo lên. Giờ này cái quà như rau củ quả này kia cũng rất là quý đó nha. Còn mấy cái đây là gì đây? Rau củ quả với trứng. Ui, xà lách vậy đúng không? Wow. Wow, cải. Chuẩn xác rồi. Trời ơi. Ai ơi, chương trình cái kìa dễ thương không? Mùa này là wow, còn lạnh luôn nha. Thôi nè, thôi. Nè, bắp cải nè. Lơ chanh nè. Súp lơ trắng nè. Còn đây là gì anh ta? Có mơ, có hút. Súp lơ xanh nè. Rồi bắp cải nè. Cái này gì đây? Wow. Ô, cà chua. Cà chua. Wow, cà rốt và dưa leo. Leo, rồi là phải chanh rồi. Chanh luôn trước, quay. Chanh mũi gì? Trái xoài, xoài, xoài. Cảm ơn chương trình rất là gọi là chu đáo và rất là hiểu ý của tất cả các gia đình giờ đang rất là cần thiết, đó là lương thực thực phẩm và nhất là rau củ quả ha. Cảm ơn chương trình rất là nhiều, rất là vui khi được nhận món quà này. Thank you. Nào cùng đón xem tập tiếp theo của chương trình Ở Nhà Vui Mà vào lúc 8:25 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Xin chào tạm biệt. Khi vừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Trái tròn. Trái tròn trong mấy điều. Trái tròn hả? Trái tròn chưa? Trái tròn. Thôi kinh tế em. Anh thấy em vô bếp làm phụ em, anh thấy anh hạnh phúc không? Không. Sao vậy? Không có đam mê cái vụ này hết. Một phần của mình có 10 kg gạo, một thùng mì.
một bịch rau củ quả với một trứng chị. Làm cái gì cũng vậy, nó phải có cái lâu dài và nó phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình, cho bà con cô bác. Đúng rồi. Đón xem tập 9 Ở Nhà Vui Mà phát sóng vào lúc 20:25 ngày 22/10/2021 trên kênh HTV7. Herbal Nature hân hạnh đồng hành cùng chương trình Ở Nhà Vui Mà.